Miền Bắc chìm sâu trong giá rét, người dân chật vật chống chọi. Những ngày gần đây, nhiệt độ toàn miền Bắc giảm sâu dưới 10 độ C, thấp nhất là Mẫu Sơn, Lạng Sơn âm 2,9 độ C. Nhiều tiểu thương buôn bán các mặt hàng Tết ở trong đêm trên các tuyến vỉa hè đã phải đốt củi để sưởi ấm, chống chọi lại cái lạnh cắt da cắt thịt. Thời tiết năm nay cũng không ngờ là nó cực kỳ khắc nghiệt. Đến hôm nay là như mưa phùn cả ngày và gió giật rất là cao và thời tiết có 8 độ C thôi. Nhưng mà mình cũng phải ở cạnh vỉa hè nên là không phải đốt thêm củi lửa. Bên cạnh cái lều hình như dưới này nó gọi là lều du lịch ấy. Và cũng là có một mua một cái tấm phản ở bên chung cư kia để xài để nằm cho đỡ lạnh. Buổi chiều hôm nay là mình cũng phải buộc lại đến 4-5 lần ấy. Gió nó tung nó bạt lên, mưa xong nó hắt vào ấy. Đợt này cũng là một cái đợt rét bắt đầu là rét đậm rét hại so với cái tháng trước. Tháng trước cũng rét nhưng mà tháng này thì còn rét sâu hơn rất nhiều. Như bọn anh đi làm chủ yếu là nghề bán hàng rong ở ban đêm này thì rất là vất vả và rét quá. Nhưng mà trong đó thì hàng thì bán rất là chậm. Xong rồi, bởi vì là thời tiết rét quá không có ai ra đường mấy. Những cái ngày hôm qua thì mưa suốt cho đến sáng, hôm nay thì không mưa, gió rất là lạnh. Như hôm nay anh biết là thời tiết rét thì anh quàng cả khăn này, áo rồi ủng tất đầy đủ này. Cố gắng phải ngồi gần cái bếp lò này để cho nó giữ ấm cho mình nữa. Nhiệt độ giảm xuống là mình thấy rét, cảm thấy là đi rét làm là hơi vất vả. Đi làm nhiều là lao động nhiều, đi lại đi bộ nhiều thì nó cũng bớt lạnh hơn. Nhưng mà mặc nhiều áo thì nó cộm vào không làm được. Mấy ngày nay rồi rét thì là mình cũng cảm thấy là nó khó chịu với mình, nhưng mà thôi thì vì công việc thì mình phải khắc phục thôi. Kể cả là khó chịu hay là rét thế rét nữa thì cái công việc của mình rồi.